Rồi, các em giải vòng số 3 nguyên bích của khối lớp 6. Bài thi số 1, thọ vượt mê cung. Từ 30 tới 40 là có 11 số hạng các em nha. Các em lấy 30 cộng 40, đầu cộng cuối, nhân với số số hạng là 11 rồi chia đôi 385 ha. Tính tổng giải cách đều thì các em tính số số hạng rồi nhân với đầu cộng cuối rồi tất cả chia đôi. A 5 số A nhân với 5 số B, giải kết từng nhóm AB nhân nhau là sẽ có 5 nhóm A nhân B, tức là A nhân B tất cả mũ 5 đây nè các em. Số số tự nhiên chẵn có 3 chữ số là bao nhiêu? 100, 102, 104, cứ vậy cho tới 998. Số tự nhiên chẵn có 3 chữ số ha. 998 trừ cho 100, tất cả chia đôi, cộng cho 1, 450. Đầu cuối trừ đầu chia khoảng cách cộng 1 thôi, 450. Số mũ của số hạng thứ 100, số hạng thứ nhất là 2 mũ 2, tức là nhất nhân 2 là bằng 2. Số hạng thứ 2 là 2 x 2 bằng 4, số hạng thứ 3 là 3 x 2 bằng 6. Cứ như vậy, tới số hạng thứ 100 là 2 x 100 là 200, 2 mũ 100, à, 2 mũ 200, xin lỗi. Rồi. Bài này bài toán về tập hợp rồi.
trở lại bài các em. Còn mấy phút nhỉ? À còn nhiều các em. Rồi. Nãy giờ thầy có việc xíu nha. Rồi trở lại bài. Bây giờ thầy gọi những em có 1 điểm 10 là A đi. Những em có 1 điểm 10 là A em. Những em có 1 điểm 10 là A nè. Những em có 2 điểm 10 là B. Những em có 3 điểm 10 C. Những em có 4 điểm 10 là D. Thì sao? Thì các em sẽ có là A cộng B cộng C cộng D là bằng 40. Là 40 em ít nhất đạt điểm 10 là chừng đó luôn. Rồi B cộng C cộng D là những em ít nhất 2 điểm 10 là 27 em. C cộng D là những em ít nhất 3 điểm 10 là 19 em. Và cuối cùng là những em có 4 điểm 10 là D nó bằng 14. Rồi D bằng 14 thì em suy ra C bằng 5. Rồi 5 với 14 thì em suy ra B bằng 8. Rồi từ đó các em thế lên đây các em tính được A ha. Thì cuối cùng là A bằng 13 nè, B bằng 8, C bằng 5, D bằng 14. Đó. Vậy là có 13 em được 1 điểm 10. 8 em được 2 điểm 10. 5 em được 3 điểm 10 và 14 em được 4 điểm 10 à. Thì em nhân lên em tính thôi. Như vậy là 13 em là có 13 điểm 10 rồi nè. Là 13 nhân 1 à. Rồi có 8 em được 2 điểm 10 là 8 x 2. Rồi có 5 em được 3 điểm 10 là 5 x 3. Rồi 14 em được 4 điểm 10 là 14 x 4. Các em nhân lại thôi. Vậy là 100 điểm 10 kìa. 100 điểm 10 tất cả ha. Rồi các em tui tới tui lui các em sẽ hiểu rồi ha. Rồi, ta còn tới 8 phút lận. Ta cứ đi vòng vòng coi. Còn nào khó mình lấy ha. Cái này ở cái tài khoản số 1 là thầy giải rồi nha. Vòng 3, các em qua cái bài giải cái vòng này thầy giải 2, 3, 4 tài khoản luôn. Thì các em qua cái tài khoản trước đó nó có cái bài này rồi. Thầy không giải nữa mất thời gian. 3. Rồi cái này cũng giải. Ở tài khoản trước thầy có giải rồi ha. Đó là đáp án này. Em qua tài khoản trước em coi bây giờ giải nữa mất thời gian. Mấy câu trên này chắc dễ thôi em. 4 mũ 3 là 64, 3 mũ 4 là 81, vậy nhỏ hơn. Rồi cái này số hạng là bao nhiêu? 81 trừ 5 chia 2 cộng 1 có 39 số hạng. Rồi các em lấy 39 nhân cho tổng của đầu và cuối. Đem chia đôi ra 1677 ha.
Rồi mấy câu trên này thì chắc cũng dễ thôi. Rồi lấy 15 mũ 2 chia cho 11 là cỡ 20,4, và x sẽ bằng 21 trở đi. Rồi lấy 16 bình 16 mũ 2 chia 11 là nó bằng 23 phẩy mấy, vậy là 21, 22, 23. X là 21, 22, 23 là có 3 số nữa. Số các số tự nhiên lẻ có 3 chữ số thì cái này các em làm nhiều rồi ha. Số lẻ đầu tiên là 101 nè, 103 nè, cứ dạy cho tới 999 thôi. Cuối trừ đầu chỉ còn cách cộng 1, 999 trừ 101 chia đôi cộng 1, 450. 450. Ồ, bài lạ nha. Viết gọn tích sau trong đó có sử dụng lũy thừa. N thừa số 3 thì là 3 mũ N. Rồi N cộng 1 thừa số 4 là 4 mũ N cộng 1 đấy rồi. Rầm rộ chứ dễ kìa. Ở ngoài ồn quá hả. Rồi cái này các em bấm máy thôi nha. Tự giải đi ha. Bắt thì giải công quá. Rồi x bằng 2 thôi, 2 thì hai bên nó quề. Rồi A, giữ A lại cộng hai số mũ là A mũ 22. Rồi vậy ta xong hết rồi các em nha. Rồi chọn hai ô bằng nhau, cái này dễ thôi. 13 cộng 5 là 8. 18 chia 3 được 6. Vậy hai cái này giống nhau nè, đều tập hợp gồm có số 6 trong đó. 18 chia 3 được 6 thôi. Số các số lẻ có hai chữ số là 99 trừ 11 chia 2 cộng 1 là 45 cái. Không được chén gì. Được. Rồi thầy có khách một xíu với em nhé. Rồi trở lại. Các số nguyên tố nhỏ hơn 10. Đây. Tập hợp các số tự nhiên mà tổng hai chữ số bằng 4. Đây, cái này khỏi nháp luôn. À, đây là số 8 chắc cú rồi nè. Số 8, dạ đây. 8 x 2 16 cộng 1 bằng 17 ha. Đây là tập hợp các số tự nhiên mà tổng hai chữ số bằng 6 nè. Số lớn nhất có hai chữ số khác nhau là 98. Dễ quá ha. Thuộc n sao thì không được bằng 0. Tức là từ 1 trở lên mà lại nhỏ hơn 1. Vậy đây tập hợp rỗng. Đây cũng là tập hợp rỗng nè. Hai cái này đi với nhau. Số nhỏ nhất có ba chữ số khác nhau. Đây. Rồi hai cái này đi với nhau. Vượt chướng ngại vật. Rồi, 5 nhóm, mỗi nhóm có 3 số 2. Như vậy là có 2 mũ 15. Chỗ này là 2 mũ 15. Còn 5 mũ 2 là 25. Như vậy chỗ này là 2 mũ 15 nhân 2 mũ 25. Vậy sẽ là 2 mũ 40. 40 số 2 nhân nhau. Rồi cái này thì tính thôi.
dùng tính chất phân phối 132 nhân 10 thôi mà. 1320. Rồi. 1024 sẽ là 2 mũ 10. Em nào học tin học là biết rồi ha. Vậy x phải bằng 9. 9 cộng 1 mới ra mũ 10. Ba này ta lấy 7 mũ 4 rồi cộng cho 4 15 là được 2816. 2816 đem chia cho 2 mũ 8 11 nha, x sẽ bằng 11. Giải toán tìm x bình thường thôi mà, dùng sự hỗ trợ máy tính nữa. Rồi cái này các em cộng sẽ ra 55 đó. Cái tài khoản bên kia thầy giải rồi ha. 1 cộng 4 cộng 9 cộng 16 cộng 25, đúng 55 luôn. Rồi các em nhớ chia sẻ cái kênh này càng rộng rãi càng tốt, để thầy lan tỏa kiến thức nha. Cố gắng chia sẻ ngay đi các em, càng nhiều càng tốt ha. Rồi tạm biệt các em, gặp lại ở vòng thi tiếp theo.